Thưa quý vị, có một câu chuyện tôi đang đọc được cách đây một thời gian. Ở tại Bỉ có một cái nhà máy làm nước đá, nhưng mà nhà máy đó bị hỏa hoạn rất là lớn, thiêu hủy hầu hết luôn, chỉ cả mấy trăm thiệt hại 100.000 đô la, bao nhiêu tấn nước đá đều bị đốt cháy hết. Thì người ta ngạc nhiên, người ta thấy là tại sao mỗi cái tầng lầu, mỗi đều có cái hệ thống cứu hỏa rất là tối tân, tại sao lại những người công nhân không có dập tắt? Thì người ta hỏi, phỏng vấn những cái nhà điều tra hỏi, thì công nhân nói có, chúng tôi cũng có chạy tới lấy cái vòi cứu hỏa ra, nhưng mà vì lâu quá không sử dụng, trời lạnh quá đóng băng hết, cho nên chúng tôi bấm vòi, vòi nước xịt thì nó không ra, nước đã đóng băng hết rồi. Thì đời sống cơ đốc nhân của chúng ta cũng vậy. Trong những trận hỏa hoạn rất là cấp bách, khi chúng ta đối diện với những nguy cơ tội lỗi cứu mình hoặc cứu người, có đôi khi thì nước đã bị đóng băng, đời sống tâm linh của chúng ta đã bị nguội lạnh từ lúc nào mình không hay. Đó là một cái điều ta thấy được nhắc nhở rất nhiều về cái bài hát vừa rồi, đổi mới tâm con xin Chúa Thánh Linh mỗi ngày, mỗi đổi mới lòng chúng ta nóng cháy, tươi mới hơn, và những sự vô cảm đối với những người chưa được cứu sẽ được lửa Thánh Linh nung đốt, và đời sống chúng ta luôn luôn sẵn sàng cho những trận hỏa hoạn cấp cứu của đời sống. Bài hát sau đây chúng ta sẽ nghe là một làn điệu quê hương rất là ngọt ngào và một dòng ca của một người không phải Việt Nam chánh gốc mà hát rất là ngọt của cái âm điệu quê hương. Chúng ta sẽ chào đón tiếng hát của Tina Huỳnh. Chúa cha nhân từ.